dòng máu lạc hồng 4.000 năm mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy hình bóng mẹ già. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy đời. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dập biển đời. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi súng lạc Việt Nam ơi. Che xanh có con sông chảy thoải, nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dập biển đời. Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Bắc, vụ trưởng vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng. Chúng tôi cũng xin được trân trọng. Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, từ đây công ty thực hiện đầy đủ chức năng của một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng.
40 năm của Vinsen Bình Sơn và 120 năm của ngành xi măng Việt Nam năm 2020 đánh dấu một vòng lặp mới là bắt đầu non theo biết bao thời cơ và cả những thách thức. Liệu chúng ta sẽ đạt được những thành tựu gì trong tương lai? Liệu chúng ta sẽ kế thừa những giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo như thế nào? Và liệu chúng ta có trả lại cho ngành tự nhiên những gì chúng ta đã lấy từ thiên nhiên? Thank you.